thần tài đến ấu là la. Đây rồi, thần tài đến, tớ chọn cậu. Số 6 ạ. Tôi biết hết cả 5 chấm. Nhưng 5 chấm này là 5 chấm hạnh phúc của bạn. Thần tài bú bú. Ủa khoan đã, nó có mau 22 mà nhỉ. Nào đừng thế chứ. Chắc là không sao đâu nhở. Nó còn cái cọc nữa mà. Tôi chỉ muốn một giao tranh thua một quân thôi mà. Ok. Ồ, nhiều lúc mà đi tìm thì tìm không thấy. Nhưng mà có những lúc thì không cần tìm. Bú 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 bú. Giờ không cần hú 30 nữa nên giữ máu đi á. Giữ máu thì khó các bạn, tại vì các bạn lấy cái ấn thần tài các bạn giữ máu kiểu gì. Thì thà mình cứ thua xong mình nổ một cái hũ chín mấy thì là đẹp. Hoặc là vẫn nổ được hũ 30 mà, tại vì 6 mà. Kho báu vật có thể đổi lại được 10 lần. Diệt thì phế rồi. No. What? Sắp vai cũng kiếm khá là o rồi. Thần tài đến rồi. Quả game thần tài nó đã đến. Không cần làm gì à? Giờ chỉ cần một con Annie thôi, end game thôi. Thật ra mình đang cố gắng lấy chuỗi để kiểu tích tiền để tí luôn Annie ấy. Chỉ có Annie có phát win game luôn mà. Thấy nước mắt đi. Lắp đồ lướn. Ê đoạn này đấy, tại sao chúng ta không thể giữ máu được các bạn? Bởi vì yếu quá, hai lần thất tài mà. Để máu nó tự hồi thôi, giữ gì được. Mỗi lượt chỉ hy vọng giết được một quân thôi mà, kể cả không giết được quân cũng không sao. Vì mình có hồi máu mà, đoạn này mất có đáng kể đâu. Đấu tranh thì mà giết được hai quân thì hơi ảo nhỉ, chắc là không giết được một thôi. Các bạn cứ chơi pass của các bạn đi, vì tôi là anh Long thất tài ạ. Mạnh quá không? Chắc là không đâu nhỉ. Dù gì thì gì mình vẫn là chấp hai hack ấy. Mạnh làm sao được. Thật ra có cần giữ đôi chít không? Không cần lắm, chít nó khá là yếu mà. Tớ chọn cậu, cậu 30 máu. Tớ chọn cậu. Thì vẫn phải lấy găng thôi, tại bản thân khó lắm. 6 lượt mới có 21 số. Tiếp. 2. Tôi tin nó số 2. Số 3 đủ không nhở? Xin được ra chứ không phải là Annie à. Hy vọng là nhặt được Annie thì đẹp. Trời ơi, bây giờ tôi vẫn còn 73 máu rồi. Bú. Thắng, à nó thua đúng không? À nó thắng đúng không? Thắng không? Chả quan trọng. Bởi vì thật ra mục tiêu của nó là 7 thần tài nên là chả quan trọng. Hai con thần tài nữa thôi. Đó nhờ gặp thằng kia rõ yếu, gặp thằng này nó mạnh điên. Kha'Zix 3, Kiana, à Malphite 3 gần Kiana 3. Cái đai đâu vậy? Má, nhà này còn roll nhiều tiền nữa, mình sẽ lại 24 số à. Thế là mình lại phải bấm nổ thêm hút, à tiếp lần nữa. Có chưa? Nếu mà mình thua cái lượt này thì là đẹp rồi. Đau quá. Số 2. 3 tiếp. Đẩy đồ ra khỏi tướng à. Biết được dàn tay của ông này đấy, dàn tay mình cũng mạnh lắm.
được một nửa. Tạm chấp nhận được. Má ông kia đầu hàng luôn mà. Cay à, tiếp mình bị ngắt chuỗi cái xong rồi nó đầu hàng. Trời ơi. Nhà ăn đi hơi khó nha. Hy vọng là mình vẫn rô ra được một con thôi. Xấu nhất là hết tiền không ra thì mình cút. Đây được bao nhiêu số? 10 số rồi. À, thôi vẫn phải lấy lập đội thôi, có tỷ lệ ra thẳng ăn đi luôn. Dạ. Một con Annie duy nhất. Có này. Có nhờ. Không Annie cũng không có ấy luôn, không có con kia còn lại luôn. Xong mình có thua lượt này nữa chứ. Bây giờ thì bắt buộc phải xóa rồi, hết máu rồi. Chưa, vậy thần tài. Quan trọng là có sống được không nhá. Galio. Hút à, cày thế. Cứ một lần thua là 31 à? Hay là thua hay thắng thì đều 31. Không có tiếp. Có thế. Để Huawei 2. Chết từ đây là đi luôn rồi. Gặp nhà top 1. Ui, đèn thế. Bù tiền luôn nhỉ. Khó thế. Cinderella 1. Không, mình 18 máu à. Hy vọng là có thua thì cũng đừng thua cay đắng quá. Chết đuối rồi.
Ui, vừa chết. Trò chơi này nó là phải thông qua bài thử vận may các bạn. Đôi rồi, có 3 cái sách đây. Vẫn không có bộ thân tài nào nhá. Không có thời gian để roll hay để làm gì luôn. Ba ấn rồi đấy, mà không có một ấn thần tài nào. Có. Bốn ấn vẫn không có đi ạ. Đây rồi. Ra đâu. Ấn thần tài này sẽ phải vào Lissandra nhỉ? À đâu không, Lissandra đâu cần phải ấn thần tài đâu. Ấn thần tài này thì phải vào hoặc là Galio hoặc là Lid à, vẫn phải thế nhỉ, khó nhỉ. Chúng là giờ thì mình sẽ chỉ cần ấn thôi. Ấn để bỏ bớt con mấy con 1-2 tiền đi, phèn phèn đi để có 5 tiền vào mới mạnh. Không được lấy găng đạo tặc. Nhiều đồ lắm. Găng đạo tặc là phút đấy. Một ấn nữa mà hết xui thôi, nói chung là còn nhiều lượt mà. Mạnh thế này rồi mà còn thua được đấy, khó. Xịt. Trời ơi. Đèn ác. Đèn ác quỷ luôn ấy chứ. Tôi chỉ cần 9 thần tài thôi, tôi không cần 5 tiền 3 sao hay gì cả. Hãy cho tôi một lần 9 thần tài đi mà, năn nỉ đấy. Không xịt nữa nào. Mình xịt tiếp à? Ôi giời. Cái shop 2 lít rồi cũng ngon à. Kiểu bây giờ còn chả có chỗ ấy để mà lắp đồ nữa ấy. Bây giờ là bắt đầu sẽ phải kiểu bỏ những cái đồ yếu đi để lắp những cái đồ mạnh. À bây giờ phải bỏ găng đạo tặc đi. Sau khi bỏ găng đạo tặc xong rồi các bạn sẽ bỏ găng đạo tặc đi là xong, các bạn sẽ có chỗ để lắp ba đồ à. Đấy. Ủa tiếp à. Hai mốt máu rồi, giờ không chết được nữa rồi. Tí là mình sẽ để ấn thân tài vào Galio, bỏ một đồ tanh ra, cho con khác là xong.
Đây rồi. Tôi tin. End game. Thật ra thì mỗi round mình để một cây cây tiền. Tôi không biết là nó bao nhiêu máu nó để lên hàng trên cho nào. Hello YouTube. Và mỗi tội là chúng ta chỉ có thể lên 2 con 5 tiền 3 sao thôi các bạn. Nhìn tiền rơi máu gây sát thương rồi. Ui. Má, một cây tiền đã đủ kinh rồi. Thật ra giờ thì lên được con gì nữa đâu. Thật ra thì mình lên con gì cũng được. Kể là mình thích roll con gì thôi. Chắc tôi quan tâm tôi nhặt cái gì đấy. Đại đi. Giờ có chỗ mà lắp đồ đâu. Thử vận may đi, thử vận may đi cho nó đỡ phải nổ hũ ấy các bạn ạ. Giờ nổ mệt lắm. Thật ra thì thôi được rồi, để Lisa, à Syndra vào đây, để thật ra thằng nào thế. Hiểu ít quá các bạn. Cứ rốn hết tiền thôi. Chịu thôi. Vào round nó lại đẻ cho mình mà. Giờ còn có thêm một cái thần tài ở đâu nữa các bạn. Thế các bạn có thể bốc ấy. Bạn tháo ra để lại 9 thần tài ấy là cây tiền nó sẽ ra thêm cây tiền nữa. Nhưng mà thế này thôi trông bánh cuốn lắm rồi. Chết luôn. Ui ôi. Chết nốt. 9 thần tài sao mà đỡ được. Đang định cho cái chat xem bug nhưng mà thôi các bạn hiểu. 9 thần tài vô địch là được rồi. 10 thần tài à.